nói ông là người đã đánh bại bọn người Mỹ. Để hôm nay ông nhận tôi làm đệ tử, danh tiếng của ông vang danh khắp thiên hạ. Thầy Đinh ơi, thầy Đinh, cho con vô đi thầy Đinh. Thầy Đinh đâu? Tôi muốn thách đấu với thầy. Tôi là thiên tài võ thuật. Ai đánh ta nữa vậy? Là nhất đại tông sư Ngọc Đinh. Bao kiếm bao sao không? Tại sao phụ nữ cứ nhì vô chỗ làm ăn của đàn ông mà đánh vậy? Em lỡ. Còn gia đình đang bắp, còn thầy lát cây gốc giả. Cái đồ mà bóp ông ơi. Thôi bà, bây giờ bà muốn sao hả? Bởi giờ bà biết người ta nói tôi sao không? Nói tôi là không biết dạy dỗ đệ tử, để cho nó đi đánh lộn, phá làng phá xóm. Còn đâu cái gọi là đinh gia bọn tộc nữa. Mày tính cướp đường hay mày tính đánh ghen? Không phải chuyện của mày. Hai đang làm gì vậy hả? Tụi cũng tại hai tụi bay hết. Mày có tin á, tao đánh mày ngay quá mày luôn không? Mày giỏi lắm. Kết quả thì mày biết rồi đó. Quý vị và các bạn vừa xem trailer phim Nhất Đại Tông Sư Đinh Sư Phụ. Trước khi đến với bộ phim này, vào tháng 4 năm 2021, Bảo Phúc Media đã ra mắt bộ phim Nhất Đại Tông Sư, kể về câu chuyện của một vị danh sư huyền thoại của đất võ Bình Định. Sau khi ra mắt, bộ phim đã tạo ra một làn gió mới cho dòng phim cổ trang võ thuật trong nước. Câu chuyện hấp dẫn cùng với những pha hành động và những đoàn thế đẹp mắt, đậm chất võ của truyền Bình Định, nêu cao tinh thần thượng võ, lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Bộ phim đã tạo sức hút lớn với khán giả trong và ngoài nước. Tiếp nối thành công đó, nhà sản xuất Bảo Phúc cùng bộ đôi đạo diễn Võ Đức, Đỗ Côi, ba người con của quê hương Bình Định quyết tâm cùng nhau thực hiện tiếp phần 2 Nhất Đại Tông Sư với tên gọi Đinh Sư Phụ. Phim Đinh Sư Phụ là một trong những cái chuỗi phim kế tiếp của tập phim Nhất Đại Tông Sư. Thì đối với ý tưởng của nhà làm phim là góp phần là quảng bá những hình ảnh đất nước và con người của Bình Định, đặc biệt là tôn vinh giá trị thượng võ của đất võ Bình Định nói riêng và đất võ Việt Nam nói chung. Thông qua cái bộ phim Đinh Sư Phụ thì những cái hình ảnh đất nước và con người, đặc biệt là những cái giá trị nét đặc sắc của cái văn hóa phi vật thể của võ cổ truyền Bình Định sẽ đi vào trong công chúng một cách nhanh hơn. Và chúng ta đã biết về điện ảnh là một trong những cái lợi thế trong cái việc mà để công bố quảng bá những giá trị văn hóa của địa phương chúng ta trong thời gian tới. Bộ nhìn như thiệt ta. Đây là bộ phim web drama dài 10 tập với bối cảnh chính tại Bình Định. Cốt truyện trinh thám khám phá bí ẩn qua từng tập trong ngôi làng mang tên Làng Ẩn Giật sẽ mang đến cảm giác lôi cuốn, gay cấn với những cú twist và những pha hài hước đan xen cùng với những thông điệp gia đình chất như nước cất. Ra mắt lần này, bộ phim đảm bảo sẽ chiêu đãi giới trẻ những đường quyền bắt mắt, câu chuyện bắt tay bên cạnh nhiều phân đoạn giải trí hài hước khiến khán giả mê đắm cười vang từng đợt. Mấy cái bản chỉ đường kỳ cục vậy chợ. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số hình ảnh trong bộ phim Nhất Đại Tông Sư Đinh Sư Phụ của bộ đôi đạo diễn Võ Đức, Đỗ Khôi do công ty Bảo Phúc Media sản xuất. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với anh Bảo Phúc là giám đốc sản xuất của bộ phim và anh Võ Đức là đạo diễn và đồng thời cũng là diễn viên chính của bộ phim này. Vâng, xin chào hai anh. Rất là vinh dự và cảm ơn hai anh khi đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho anh Phúc ạ. Anh có thể cho biết cảm hứng cũng như là bối cảnh để anh cho ra đời bộ phim này không ạ? Nói về cảm hứng và cái bối cảnh để cho ra đời bộ phim này thì thực ra thì sau cái thành công của Nhất Đại Tông Sư phần 1 được ra mắt quý khán giả vào tháng 4 năm 2021 thì ekip cũng đã ấp ủ sẽ thực hiện tiếp cái phần 2. Tuy nhiên sau một cái thời gian thì cũng khá là dài chuẩn bị các cái về mọi cái thứ, từ cái câu về tài chính rồi kịch bản rồi ekip mọi thứ để mình bắt tay. Và thì giữa năm 2023 vừa rồi thì mới có điều kiện là đưa ekip về Bình Định, cũng lại là chọn cái đất Bình Định tại vì là cái câu chuyện về phim thì nó liên quan tới cái bối cảnh là ở Bình Định, cho nên là mình cũng muốn đưa về. Thì qua đó là qua những cái câu chuyện phim đó thì mình lồng ghép, mình giới thiệu
về những cái cảnh đẹp của làng quê Bình Định để giới thiệu với công chúng cả nước. Vâng, thưa anh Đức, được biết là vào năm 2021 thì phim ngắn Nhất Đại Tông Sư đã cho ra mắt khán giả và cũng nhận được khá là nhiều phản hồi tích cực. Vậy thì anh có thể cho biết điểm khác nhau cũng như là những thay đổi giữa hai bộ phim này là gì không ạ? Trước tiên thì cho mình xin nhấn mạnh là cái sự khác nhau giữa hai tác phẩm Nhất Đại Tông Sư và Đinh Sư Phụ lần này. Thì Nhất Đại Tông Sư đó là một phiên bản phim thuần võ thuật chính thống, tức là câu chuyện kịch bản là dựa trên một nhân vật có thật của đất Bình Định. Và dựa trên câu chuyện đó thì ekip chúng tôi đã sáng tác nên một câu chuyện với một cái tên nhân vật mới, và muốn dựa vào cái câu chuyện đó để lan tỏa cái tinh thần là võ thuật cổ truyền Bình Định tới cho tất cả mọi người khán giả. Thì sang tác phẩm thứ hai lần này đó là Đinh Sư Phụ, thì chúng tôi đã có một cái bước chuyển mình rất khác, khác hoàn toàn so với phiên bản Nhất Đại Tông Sư. Thì phiên bản Đinh Sư Phụ là một phiên bản phim dài tập và mang yếu tố về hài hước và tình cảm nhiều hơn là yếu tố võ thuật hành động. Thì chúng tôi muốn mang tới nhiều màu sắc mới mẻ hơn cho cái thể loại phim về võ thuật, không chỉ là võ thuật thuần hành động, thuần truyền thống, mà chúng tôi còn muốn là tiếp cận đến thế hệ trẻ. Vâng, vậy thì thưa anh Phúc, cơ duyên nào đã khiến cho anh thực hiện một bộ phim về võ thuật tại Bình Định cũng như là ra mắt phim tại thành phố Quy Nhơn trong ngày hôm nay ạ? Nói về cơ duyên để mà thực hiện các cái sản phẩm điện ảnh về có với chủ đề là võ Bình Định, thì thực ra thì tôi là người gọi là ngoại đạo, cũng không phải là dân gọi là học hành hay là trong cái lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên là cái cơ duyên là khi mà ba anh em, đó là tôi với lại Đỗ Khôi với lại Võ Đức, thì ba anh em đều quê An Nhơn Bình Định, thì mình sinh ra trên cái mảnh đất được gọi là cái nôi của võ cổ truyền của Việt Nam. Thì trong lòng luôn ấp ủ là mình muốn đem cái văn hóa, cái võ thuật đó bằng cách thể hiện là bằng điện ảnh để mình lan tỏa cho tất cả mọi người biết tới rằng ở quê hương của mình là nó có những cái điều cũng rất là hay ho, đó chính là cái võ cổ truyền. Và cái việc mà đưa cái phim về Quy Nhơn đợt này thực ra nó cũng nằm ngoài cái dự kiến của chúng tôi thôi. Thực ra lúc đầu là cái dự kiến của cái lịch mà ra mắt đó là nó vào dịp 30 tháng 4. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là hiện nay là Quy Nhơn Bình Định đang rất là sôi động với một cái tuần lễ là Amazing Bình Định Fest 2024. Thì có rất là nhiều những hoạt động sôi nổi, thì chúng tôi anh em cũng nỗ lực muốn đưa cái phim về trong dịp này để cũng là góp một cái phần nhỏ vào trong một cái bức tranh nó đang là một cái mùa lễ hội rất là vui ở thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp quê hương của chúng ta. Vâng, thưa anh Đức, làm phim võ thuật đã khó, đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật, võ thuật đẹp mắt. Đây lại là bộ phim ngắn mà đang xen nhiều yếu tố giải trí, hài hước và xen lẫn cả tình cảm gia đình. Vậy thì điều này có làm khó anh nhiều không ạ? Đúng ra thì nếu mà mình làm một thể loại phim như Nhất Đại Tông Sư là thuần về võ thuật hành động hơn thì có vẻ đối với mình là nó khá là dễ hơn là so với một thể loại giống như là Đinh Sư Phụ. Nó có rất nhiều yếu tố như hài hước và tình cảm gia đình, rồi yếu tố trinh thám, nhiều thứ sẽ gây tò mò cho khán giả. Thì chính vì nhiều yếu tố mình kết hợp cho nên là việc mà mình đạo diễn, mình xây dựng cái câu chuyện cho nó thu hút khán giả thì thật sự cũng là một cái vấn đề đáng để suy nghĩ. Nó giống như là võ thuật, làm phim võ thuật truyền thống là nó ăn trong máu của mình. Từ thời mà mình còn học sinh, sinh viên tới giờ thì việc mình làm phim đấy có vẻ nó khá là đơn giản so với mình. Nhưng mà khi mà mình phát triển câu chuyện lên để mà câu chuyện nó có chiều sâu,
các nhân vật nó có tính cách riêng, mỗi nhân vật có một cái mảnh đời, một cái câu chuyện riêng, thì đó lại là một cái vấn đề gọi là mình cũng cần phải cố gắng phát triển từng ngày để làm cho cái sản phẩm mình tốt hơn trong mắt khán giả. Cuối tháng 3 vừa qua, Hòa Nhịp cùng tuần lễ văn hóa, thể thao du lịch Amazing Bình Định Fest 2024 tại rạp Starlight Quy Nhơn Cinema, trung tâm An Phú Thịnh, Plaza. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ truyền thông Bảo Phúc, Bảo Phúc Media đã tổ chức buổi giao lưu và ra mắt phim Đinh Sư Phụ. Ngay sau buổi ra mắt, bộ phim Đinh Sư Phụ đã được công chiếu phục vụ khán giả tại rạp Starlight Quy Nhơn Cinema. Sau đó, phim được công chiếu trên các nền tảng mạng xã hội vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. Phá vỡ những định kiến trước đây về phim văn hóa, lịch sử, võ thuật khó tiếp cận với giới trẻ, khó nhận được sự đồng cảm và ủng hộ. Làm phim về văn hóa phải được đầu tư chỉnh chu, nghiêm túc, kịch bản phim phải được viết tỉ mỉ và có sự tìm tòi, nghiên cứu. Đoàn làm phim đi sâu hơn đề tài tình yêu, gia đình, quê hương dễ chạm tới cảm xúc của cộng chúng. Hơn nữa, sau khi nghiên cứu thị hiếu khán giả, nhà sản xuất Bảo Phúc Media quyết định tạo đột phá với Đinh Sư Phụ khi mạnh dạn lồng ghép thêm yếu tố giải trí, hài hước, drama trong màu sắc võ thuật và tình cảm gia đình, tạo nên vị lạ với những tình huống kịch tính hấp dẫn người xem. Đinh Sư Phụ sẽ trở thành món ngon đáng nhớ của giới trẻ cả nước trong thời gian sắp tới. Đó là điều có thể dự cảm được do sự thu hút của nhà sản xuất trong những lần trước đó. Đặc biệt, thông qua màn ảnh nhỏ, khán giả có dịp chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cùng con người và văn hóa của vùng đất Bình Định. Đây là một vùng đất có truyền thống võ thuật lâu đời, đã tạo nên những danh tướng lừng danh, những võ đường tên tuổi, những võ sĩ tinh tấn. Chỉ vậy thôi cũng đủ sức hấp dẫn cho công chúng tìm đến. Thưa anh Phúc, hiện tại dòng phim ngắn trên các nền tảng mạng xã hội khá phổ biến, nhưng những phim mà thật sự có chất lượng, có đầu tư về hình ảnh, kỹ thuật quay cũng như là diễn viên thì thật sự là chưa nhiều. Và để đảm bảo được những điều này và mang lại một bộ phim có giá trị cho khán giả thưởng thức là điều không dễ dàng gì, đúng không thưa anh? Hiện nay thì cái việc mà những cái phim ngắn hay là những cái clip thì nó đầy rẫy ở trên mạng xã hội. Chúng ta chỉ cần mở Facebook, rồi TikTok, rồi YouTube là chúng ta có thể tiếp cận được rất là nhiều phim ngắn, phim dài, đủ các cái thể loại. Tuy nhiên thì anh em chúng tôi thì cũng là những người mà có thể nói là cũng là hơi hoài cổ, luôn hướng về những cái giá trị truyền thống văn hóa, thì mình cứ nghĩ rằng là giới trẻ thì nếu mà như vậy thì giới trẻ họ sẽ xem những cái gì trên đó. Thì với nhiều cái trăn trở như vậy thì chúng tôi cũng muốn góp một cái màu sắc, đó là đưa cái những cái sản phẩm với cái đề tài là về văn hóa truyền thống, về lịch sử, rồi về cái tinh hoa võ cổ truyền của dân tộc, để cho giới trẻ sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên đợt này thì anh Đức anh cũng rất là một cái cú đột phá của anh, là anh đưa thêm cái yếu tố về giải trí hài hước rồi tình cảm drama vào, thì chúng tôi nghĩ rằng nó là một cái điều mà chúng tôi dám thay đổi để chúng tôi tiếp cận được cái khán giả trẻ, để ra được một cái phim mà gọi là phim chiếu mạng mà nó chất lượng, thì nó thực sự nó phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố. Mà đầu tiên đó là cái vấn đề đầu tư, yếu tố tài chính, phải nói chung là để cho ra một cái phim mà nó bài bản chỉnh chu thì chúng ta phải đầu tư với một số tiền nó tương đối lớn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng là đơn vị, thực ra thì mình cũng anh em thì có kinh nghiệm lâu năm, nhưng mà hãng thì cũng thành lập mới, do đó là mình cũng sử dụng những cái gì mà hiện có là về máy móc thiết bị, về con người là hiện nay là của mình, cho nên về cái chi phí sản xuất thì chúng tôi là tối ưu hóa, làm sao để nó gọi là nó rẻ nhất. Nhưng mà cái chất lượng nó phải tiệm cận với là điện ảnh. Phim chiếu mạng khán giả xem miễn phí, nhưng mà chúng tôi là từ cái góc máy cho đến về cái kỹ thuật, cho đến về cái màu sắc hình ảnh, là anh em có thể nói là lao động chăm chỉ và làm việc rất là kỹ để làm sao đưa cái phim lên thì khán giả họ coi và họ đón nhận, cũng như là nó hơi hướng cái màu sắc điện ảnh ở trong những cái tác phẩm web drama của mình.
thưa anh Đức, dòng phim hành động võ thuật trước giờ thì cũng được khá là nhiều khán giả quan tâm và đón xem. Vậy theo anh thì điểm nổi bật của phim Nhất Đại Tông Sư Đinh Sư Phụ để có thể cạnh tranh cùng với các phim mà cùng thể loại là gì thưa anh? Thật ra thì mình chưa bao giờ nghĩ sản phẩm của mình sẽ phải đi cạnh tranh với các phim khác, bởi vì mỗi phim thì có một cái nét đặc sắc riêng và mỗi phim có một câu chuyện riêng mình muốn truyền tải để khán giả hiểu, và mỗi phim có một cái màu sắc văn hóa về một cái nét đẹp nào đó. Thì nếu mà mình có duyên, mình làm tốt thì khán giả đón nhận thì đó là cái niềm vinh dự cho mình. Nếu mà chưa thì mình sẽ tiếp tục, mình cố gắng phát triển tiếp, khắc phục những cái điểm yếu của mình để mà làm cho sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn. Còn về yếu tố nổi bật của phim thì cái điều mà mình tâm huyết nhất đó là những sản phẩm kể từ Nhất Đại Tông Sư trở đi cho tới Đinh Sư Phụ bây giờ, thì đó là cái yếu tố văn hóa về quê hương, là những cái yếu tố mà mình muốn đẩy mạnh và là yếu tố cốt lõi trong sản phẩm của mình. Và mình thấy là hiện tại các sản phẩm trên thị trường bây giờ là lại đi theo hướng thị trường hóa, còn mình thì chọn một cái hướng nó hơi khá khó. Có người có nhà đầu tư lớn, vì những cái thể loại như là văn hóa lịch sử này kia thì thật ra là khá tốn tiền để mà sản xuất và khá tốn tiền để mà thu hồi vốn nữa, cho nên là đây cũng là một bài toán nan giải của bên ekip của mình, vừa là lợi thế mà cũng là vừa là cái sự khó khăn của ekip. Thưa anh Phúc, là một người con của mảnh đất Bình Định, khi trở về quê hương làm một bộ phim về đề tài đậm nét đặc sắc của quê hương, đó là võ thuật Bình Định, thì điều này vừa là lợi thế như anh Đức đã nói, nhưng đồng thời cũng đặt trên vai của ekip nhiều sứ mệnh và trách nhiệm hơn, đúng không ạ? Thì đúng rồi. Ví dụ như người nơi khác người ta làm về võ Bình Định thì có thể là du di trong chứa được. Còn mình là người ở đây, sinh ra từ nhỏ ở đây, không? Uống nước ở dòng sông Con rồi lớn lên vào những cái đêm trăng rằm. Rồi mình ra mình được lĩnh hội cái võ từ hồi nhỏ, là các cái bác các chú ở trong làng thì những đêm trăng sáng thì hay ra giữa cái sân đình hay là cái sân nhà để mà dạy truyền lại những cái thế võ cho các cái thế hệ trẻ. Thì mình lớn lên từ những câu chuyện nó như vậy. Cho nên là mình phải cố gắng làm sao để mình làm cái sản phẩm mình, thứ nhất là phải lên phim là phải coi cho được cái đã, phải xem được, rồi là những yếu tố về vấn đề mỹ thuật, rồi về góc máy hay là những cái về sâu xa hơn thì chắc chắn mình cũng phải đáp ứng được cái thị hiếu của khán giả. Vâng, với anh Đức là một đạo diễn nhưng cũng là diễn viên chính của bộ phim, thì anh Đức có thể chia sẻ một chút về quá trình tập luyện để đem đến những màn võ thuật mãn nhãn trong phim được không ạ? Vâng, sản phẩm đầu tiên là Nhất Đại Tông Sư thì mình và ekip đã tập luyện khoảng 3 đến 4 tháng trời liên tục nhiều ngày để có thể là vừa tập mà vừa sáng tạo nên các đoàn thế rồi các bài võ để phù hợp với yếu tố điện ảnh. Cũng khá là khó so với việc mà võ thuật thực chiến, thì võ thuật điện ảnh nó lại mang nhiều yếu tố nghệ thuật hơn trong đó. Nó phụ thuộc vào góc nhìn của người đạo diễn và góc nhìn của người quay phim đó. Thì có nhiều thứ mình lên phim mình thể hiện được nhưng nó không phù hợp với thực tế bên ngoài, nhưng có nhiều thứ bên ngoài làm được nhưng mình không thể nào mình đưa lên phim được. Thì đó là cái khó khăn về việc mình đưa cái nét đẹp võ thuật lên phim. Rồi trong thời gian quay Đinh Sư Phụ này á, thì thật ra Đinh Sư Phụ không phải là một bộ phim về thuần võ thuật truyền thống. Yếu tố võ thuật chỉ là một cái yếu tố nhỏ trong phim, mà trong phim còn rất nhiều yếu tố khác nổi bật hơn rất là nhiều. Cho nên là phim Đinh Sư Phụ, ekip chúng tôi là dành thời gian để xây dựng kịch bản là chính. Còn quá trình tập luyện võ thuật thì nó sẽ ngắn hơn so với một phim thuần võ thuật như là Nhất Đại Tông Sư.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà sản xuất phim anh Bảo Phúc và đạo diễn, diễn viên anh Võ Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là ý nghĩa và thú vị xoay quanh về bộ phim Đinh Sư Phụ. Chúc cho hai anh có thật nhiều sức khỏe cũng như là sẽ thành công hơn nữa trong nhiều dự án phim sắp tới của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ hiểu nhiều hơn về bộ phim Đinh Sư Phụ để từ đó thêm trân quý và thêm hiểu về nền võ thuật tỉnh nhà. Và quý vị và các bạn hãy đừng quên bộ phim Đinh Sư Phụ sẽ được công chiếu trên các nền tảng mạng xã hội từ ngày 2 tháng 4 năm 2024. Các bạn hãy nhớ đón xem và ủng hộ cho phim này nhé. Đến đây thì chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.